không khí triển lãm đang diễn ra rất là tấp nập đây. Đặc biệt là buổi trưa hôm nay. À, tất cả anh em ta cầm cốc lên tí nào, đừng đâu rồi. Hô hào lên tí nào, khí thế nào. Sơn vào đây. Anh em thấy anh Tiến khi thế không? Anh Tiến này là hạ sơn rồi đấy. Anh em chúc anh Tiến nhiều nhá. Đấy nhá. Ok, cảm ơn các sếp. À, tại Đồng Ngọc Quán địa chỉ số 5 Nga Thanh nhất thì hôm nay tổ chức anh em hội dân cảnh Nga Thanh và anh em chúng tôi sẽ tổ chức một buổi vâng. Vâng, cảm ơn các sếp nhá. Rồi ok. Rồi ok. Cảm ơn các anh đã đến tham gia cái hội. Cạn nhé anh em nhá. Anh Thái đâu rồi? Anh Thái ơi. Quay sang đây đi. Thôi uống đi. Ok. Hôm nay mới là ngày nhận cây, tôi còn rất nhiều ngày nữa anh em là còn phải chiến đấu nhá. Này, riêng anh Kiến này anh em phải ra về anh tiếp là như thế đấy nhá. Uống đầy đầy nữa lên, rượu này có gì đấy mà uống. Đúng rồi. Riêng lái xe. Mới được có miếng. Anh Đồng ơi, đây là anh Đồng là đây. Đây đây, cứ vào đây đi.